Good morning, Chuck Liff. Hello, everybody. Xin chào cả nhà ha. Chào mấy bạn khỏe không? Nghe nhạc xíu nha mấy bạn. Rồi cho đông đông rồi mình làm live cho mấy bạn coi ha. Hi Tina em, khỏe không? Hello Jessie. Hi Jenny. Hello Trung, Trung Phạm em. Chào cả nhà. Mấy bạn chưa ngủ dậy phải không? Còn nhiều bạn chưa đi ngủ phải không? Hello Carla, how are you? Hi Trang em khỏe không? How are you Carla? EMA thì khoảng chừng 125 đồng một galon nha em. Hello Kukem. Hello Tina Hà. Hello hello cua tí tí em. Em buồn ngủ nhưng mà anh mới dậy à. Hà Trung. Trung ơi anh mới dậy à. Hai phút nữa là mình làm nha. Hello Hannah Mills. Hello Yến em. 12 giờ, bắt đầu 12 giờ anh làm. Hello Lily em. Summer này có màu mới nha em. Summer này có anh có màu neon glitter. Hello cô Kem Nguyễn, khỏe không em? Hello Thanh Huỳnh. Ok, thôi bây giờ mình để tắt nhạc đi nha. Mình tắt nhạc đi rồi mình... Rồi. Mình vào live cho mấy bạn ha. Giờ đây. Ok, chương trình của ngày hôm nay là mình sẽ làm... Hello Ken Akina em, khỏe không? Chương trình của ngày hôm nay là mình sẽ live từng... từng cặp một ha. Carolina Vilches, hello. How are you? Buồn ngủ rồi hả? Thôi đáng tháng đi thêm tiếng nữa đi nha. Nha Trang. Coi anh làm tiếng rồi đi ngủ ha. Ok. Vô nha, chị soạn vô nha. Để David làm thêm một vài group nữa rồi mình sẽ vô, mình sẽ cho mấy bạn coi. Rồi ok, mình vô đây.
Ok, chương trình của ngày hôm nay là mình học về cái cách làm ombre. Ombre từng cặp một hai kê Joe. How are you, my friend? Ok, let me turn the camera around. Here we go. Mở đèn lên cho nó sáng nè. Đó. Mở lên cho nó sáng nè. Vàng quá. Ok, rồi mấy bạn theo dõi ha. Nhà như thế này. Đúng rồi đó, Thúy ơi, em sẽ dùng cho anh ha. Rồi, chào mấy bạn đây. Hello Hứa Văn Cường, khỏe không brother? Hôm nay là chương trình của mình livestream 12 giờ ha, mình live 1 tiếng. Sau khi mình live 1 tiếng xong là mình có hai đứa cháu nó xuống đây, mình dẫn nó đi câu cá. Đi chài cá nha. Xong rồi tối nay là sẽ đi 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 câu cá ở ngoài biển. Đó là chương trình của ngày hôm nay đó. Rồi có gì mời các bạn theo dõi đây. Ok, bây giờ để David muốn nói một chút xíu về những cái cặp 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 như thế này. Thì mấy bạn biết đây là cái màu này là cái màu 14A. Và cái màu này là màu 14B. Mấy bạn biết cái cặp này là mình đắp được, đíp được, làm marble được. Hello Lily em. Em khỏe không? Rồi, chút qua đi nha. Chút qua đi. Đứa nào tới là nhắn đi mấy đứa đi hết á. Nhắn đi câu bỏ lên leo. Anh kéo tàu ra mà, anh kéo tàu ra ra ngoài hồ, kéo tàu ra biển mà. Rồi, bây giờ nè, mấy bạn thấy nè, đây là một cặp A và một cặp B. Ok, mấy bạn thấy chưa? Đây mình sẽ làm cho mấy bạn coi. Thì cái cặp này đó, mấy bạn đắp được nè, mấy bạn đít được, ngày hôm qua mình cũng làm rồi đúng không? Mà mấy bạn làm chrome cũng được luôn. Rồi mấy bạn làm ombre. You just wake up, how nice. Thôi ok, just don't get out of bed, just stay in the bed, watch my video, ok? Này đi câu đi, kéo tới đây để anh dẫn đi câu này. Bây giờ mấy bạn coi này nha, mình sẽ đắp cục bột thứ nhất nè, làm ombre. Cục bột xanh nè, thả khoảng 3 phần tư của cái móng nè. Kéo xuống. Kéo xuống, kéo xuống và kéo xuống. Thả nó ra. Ok. Cái quan trọng là đập mỏng, là đập thật mỏng ở đây này. Các bạn thấy chưa? Ngay chỗ này thật là mỏng này. Đó, vừa mỏng và đi lên cao lên. Ok, mấy bạn thấy không? Mình cố gắng mình làm mỏng bao nhiêu thì nó sẽ đẹp bấy nhiêu. Đây, các bạn thấy chưa? Mỏng này. Ok. Các bạn thấy là mình vuốt nó vô này, từ đầu bên hai bên hông này, thấy không? Đó, đẩy vô này, thấy chưa? Mấy bạn thấy chưa? Bạn thấy không? Kéo vô thật đều, thấy không? Mình vuốt hết vào ngay giữa để làm chi? Tại vì cái móng này móng stiletto á, móng nhọn thì cái ngay giữa nó cần phải độ dày và nó cao lên. Các bạn hiểu không? Đó. Nè bạn coi này. Cứ thế mà đưa vào. Ok. Vuốt vô nè. Đó, mấy bạn thấy chưa? Cho nó nhọn lại đúng không? Rồi. Màu này hả? Màu này là màu 11 14A, cặp này là 14A 14B với kìa ơi. Các bạn nhìn ngang nè, nhìn thấy cho nó rõ nha. Thì ở đây thật là mỏng đúng không? Mà nó đi cong đi ra như đây này, cái chỗ này nó cũng bị hơi mỏng này. Mình cho chỗ này dày chút xíu. Ngay đây nè. Ok. Các bạn nhìn kỹ ha. Để mình đập vô này là sẽ là mỏng này. Mình kéo xuống. Ok. Rồi. Cho đều ha. Bây giờ mấy bạn lấy cục bột thứ hai này, cục này là 14A, đây là 14B nha. 14B là màu tím nha, mấy bạn coi nè. Thả cái bột ngay cuticle nè. Kéo xuống. Bây giờ để nằm ngang này, đập thật mỏng này. Kéo nhẹ xuống này, thấy không? Ôm vô nè. Kéo xuống này, thấy chưa? Các bạn thấy không? Mười bốn A và 14B. Này các bạn nhìn này, mấy bạn nhìn cái hai cái màu nó ombre với nhau không? Nó blend together, right? You guys see how that color blend together? Here we go again. See, I'm gonna do another beat. Okay, slowly down, go down, further, lightly buff that, lightly stroke them down. Này bạn thấy không? See?
Và sau đó mấy bạn nên nhớ là mình sẽ bỏ một lớp bột clear lên. It looks like a lily, right, Lily? Looks like your lily. Nè. See how that goes? All you need now is a clear powder. Right here. Okay. Pat, pat, pat a little bit right here. And then pull them down. Kéo xuống. Easy, okay? Easy. Nhẹ thôi nha. Các bạn thấy không? Đó. No. Anh dùng bột gì vậy? Anh dùng bột chi sầu nha. Nè, thấy không? Bột của chi sầu nha. Mấy bạn nhìn nè. Màu rất là đẹp nè. Nhìn kỹ nè nha. Thấy chưa? Thấy ombre không? Bạn nhìn nè. Thấy không? Rất là đẹp nha. Đó. Màu này là 14A và 14B nè. Này 14A nè. Cộng cho 14B. Đó. Thấy cái màu không? 14A cộng 14B. Các bạn thấy chưa? Nha, yeah, đẹp ha. Rồi. Đây là cặp thứ nhất này. Mình sẽ đi bỏ cái này đi. Can you do bright color for summer? Yeah, that you can do neon. Neon for the summer. Đẹp giống anh không? Ừ, giống y chang luôn em. Không khác, không sắc một chút. Noma. Komosta. Ok, bây giờ mình tiếp tục mình làm nha. 11A, 11B. Hello con. Ủa? Hello con. Ủa, ủa, à, chú có gọi cho chú Châu chưa? Hả? Chú Châu đâu rồi? Ồ vậy hả? Ờ, chú đang về hả? Ờ, chú đang làm live. Nè, mấy bạn thấy không? 11A, 11B nè. Thấy 11A, 11B không? Rồi. Đắp bột clear, phủ hết mặt móng luôn hả anh? Đúng là em Mộng Thu ơi. Em đắp hết bột clear phủ mặt móng luôn. Chắc chắn luôn. Hola, bien dias, mucha, bienvenidos. Janet, mucho glasses. Where do you purchase the purchase at? Oh, chocolate, you can go to www.princessnailsupply.com. Okay? I mean, would like Lưu Linh Nguyễn, I mean, I would Vietnam like you to do sample. Cái gì Lưu Ly anh không hiểu. Ok, mấy bạn thấy là cái màu này là 11A, 11B nhé. Đây là 11A và 11B này mấy bạn coi này. Hai cái màu này mình vẫn đắp được, đít được và làm khôn được luôn nha. Show the brush please. Ok, one momento. Uno momento. Ok. 11A, 11B, cái bột này nó bị nhiều quá. Đó. Mấy bạn thấy là khi mà mình mở hút bột ra đó, bạn thấy không? Nó bị crumb như vậy này. Đừng có lo, tại vì cái máy nó ép vào cái nhiều bột quá. Thì mình lấy một miếng giấy á, hay là một cái hũ nào đó mình đổ cái bột nó ra. Các bạn biết không? Mình đổ nó ra một chút như vậy nè. Đó. Tại vì nó bị nhiều quá, đúng không? Mấy bạn nhìn này, mấy bạn coi lên cục này đúng không? Nó cũng bị hư gì hết đâu nha. Lý do là tại vì cái máy vaccine nó pack cứng quá. Này mấy bạn cứ vô này. Các bạn shake lên nè, thấy không? Ok. You shake it up like this. Ok. Then will become normal again. Nè mấy bạn thấy chưa? Nè mấy bạn mở ra này. See? Now it become very normal. Look. See? So it's nothing wrong with the powder. The problem is they pack too much powder in there. So they machine press it so hard it become like that. Okay? Now this is brush number 14. Okay? It's chisel by David Hoàng, number 14, okay? It's USA brushes. Okay, here we go again. Next color. I'm gonna use the red color first. Hello, hello Minon. How are you? Okay, here we go again, okay?
Nè, thả màu nữa này. Nếu bạn có vô này. Kéo vô này. Bạn thấy không? Kéo nó vô này. Kéo vô này, thấy chưa? Ôm vô này. Đây mấy bạn thấy không? Ôm nhỏ vô này. Thấy chưa? You like the color? Không có chi xuyên đây. Nè thấy không? Bây giờ mình thấy bạn màn này là một một rồi nè. Bây giờ mình lấy màu thứ hai nha. Nhìn ngang qua này. Chỗ này hơi mỏng chút này. Thấy cái ổ thứ hai ngay đây này nha. Vậy là anh đắp màu đậm trước rồi màu. Màu nào cũng được hết em ơi, không có đậm anh thua gì đó, tùy theo em muốn thích cái nào trước thì sau không thành vấn đề. Ok. Nếu mà double thì em đích là nào cũng được hết á, doesn't matter. Không cần phải đậm hay là lọt gì hết cả. Nè. Màu này nè. Thả đây này mấy bạn thấy chưa? Đập nhẹ này. Kéo xuống này. Thấy chưa mấy bạn thấy kéo xuống không? Thấy giờ đẹp chưa? Đó. Bạn thấy không? Okay, I'm gonna place another bead, okay? Kéo vô này. Thấy không? Kéo nhẹ này, phát nhẹ trên mặt bột này, thấy chưa? Thấy không? Kéo vô này. Ok. Mấy bạn thấy nó phủ xuống không? Nè. Bây giờ mình nhìn nè, thấy nó đẹp chưa? Thấy đẹp không? Thấy không? Đó. Cái này là màu này là 11A và 11B nha mấy bạn nhìn kỹ nha. Hello hello Trang em. Hello Sương Mai. 11A nè và cộng cho 11B. Đó. Đây là màu 11A và 11B. Bạn thấy chưa? Đó là một cặp ombre đó đó, thấy không? Mấy bạn nên nhớ là như vậy này, David đã làm ra từng cặp một cho mấy bạn rồi. Mấy bạn không muốn lo về phải mấy bạn không có nên lo về vấn đề là phải pha màu hay là bất cứ một cái gì. Tại màu là David đã pha sẵn cho mấy bạn rồi. Cặp David đã bỏ cặp sẵn cho mấy bạn rồi. Mấy bạn chỉ cầm lấy mua về mấy bạn lấy từng cặp ra mấy bạn làm cho thành ra ombre thôi. 11B đẹp không em? 11A 11B quá đẹp luôn này. 11A là cái màu này đẹp này, 11B màu đỏ này. Ok. Em thấy chưa đó? Ok. Bây giờ mình đi vào cặp thứ ba nha. Cặp này là cặp ôm nè. OM 62A và OM 62B. Bạn thấy chưa? OM 62A và OM 62B. Rồi mấy bạn theo dõi đây. Đó. Mở nắp ra nha. Này nó còn mới tinh. Đây. Ok. OM 62B nè, bạn coi nha. Bộ đó ở Việt Nam có bán, có Sương Mai ơi, ở Việt Nam có bán luôn. Nè, các bạn thấy không? Tất cả những cái màu làm khôn rất là đẹp này, các bạn nhìn cái màu này là nó khôn thịt đẹp luôn nè. Bạn theo dõi nha. Mình sẽ đắp cái màu này trước nè. Ok. Cái cặp này là cặp OM nha. Đúng rồi, màu để anh lo. Mấy em cứ việc làm thôi nha, chuyện gì làm mấy em lo, còn để anh lo màu nha. Các bạn thấy cái màu chưa? Thả nè. Nó có gồ rất là đẹp nha bạn, việc nhìn kỹ nè. Thấy chưa? Rồi kéo vô nè. Thấy không?
Các bạn coi này, để tay dây mình kéo nhẹ cái này cho nó ôm cái nhỏ này, thằng này không? Đẹp tuyệt đỉnh em ha. Dạ, cho em hỏi Việt Nam chỗ nào bán vậy? Do nail ơi, ở Việt Nam thì có bé tên là Lê Thị Lộc bán ở trong Sài Gòn nha. Ở Phú Nhuận á. Tên là Lê Thị Lộc ha. Trên Facebook đó là Lê Thị Lộc đó. Các bạn nhìn cái màu thứ hai nè. Một cục ngay đây nè. Mấy bạn để này kéo nó xuống nè. Trời ơi. Mới để nhẹ thôi là đã đẹp được như vậy rồi mấy bạn thấy chưa? Nè, mới có cái thôi nó ra quá đẹp rồi mấy bạn thấy không? Bởi vì mình đã nói rồi, mình đã làm ra từng màu cho mấy bạn rồi, mấy bạn đừng có lo. Đẹp lắm luôn nè. Bạn nhìn kỹ nha. Nhẹ nè, kéo nhẹ nè, nhẹ nè. Thấy chưa? Mấy bạn thấy chưa? So pretty đi gì anh. Hello Thúy, Thúy Tiên em khỏe không? Anh khỏe. Rồi bây giờ mình bỏ bột clear nha mấy bạn. Kéo xuống nè. Này mấy bạn nhìn nè. Đẹp không? Quá đẹp nha. Thấy chưa mấy bạn thấy không? Thấy cái ombre của nó chưa? Ok. Ok, màu này là màu số mấy? Thấy chết cha, đổ nước liquid rồi. Về quá. Ok, cái màu này là màu để anh đắp lại cho mấy bạn coi ha. Màu này là màu OM62B và OM62A. Anh làm hai màu opposite được không anh? Màu nào em cũng làm được tùy theo em nhé. Đúng rồi, Lê Thị Lộc đó, đó là do nail ơi. Em biết bé Lê Thị Lộc không? Là ở trong Sài Gòn á, ở ngay Phú Nhuận đó. Lê Thị Lộc bán hàng đó nha. Ok. OM62A và OM62B. Nè, OM này. 62A cộng 62B ha. Nó cũng là OM hết thôi nha. Nhiều khi mình để 62B ấy, đó OM62A và B này bạn thấy chưa? Có một cặp của nó này. Rất là đẹp nha mấy bạn, thấy không? Bạn thấy chưa? Để cặp sẵn này, OM62A và OM62B nha. Đây. Đó, bạn nhìn kỹ đó. Ba cặp rồi đó. Màu nào cũng đẹp hết trơn, nó dễ la lắm, tại vì David đã phối ra từng cặp một cho mấy bạn thấy rồi. Hello Tom. Hú bao nhiêu tiền vậy anh? Một hú khoảng chừng 11 đồng nha. Nhưng mà ở Việt Nam thì ở Việt Nam thì mắc hơn, tại Việt Nam phải trả thuế cao đó. Nó khác chút xíu nha em. Nhưng bên Mỹ này bán có một hú có 11 đồng à. Rồi tiếp tục lại nè. Bây giờ mấy bạn thấy cái cặp này cặp màu xanh đi nha. Mình lấy cặp màu xanh cho mấy bạn coi nè. OM21B và OM21A. Các bạn thấy chưa? Ở Việt Nam có luôn rồi à, khi nào ơi? Hello, hello, hello chị Phan em. Chào anh Nguyễn Hưng của em. Em khỏe không? Nè. Nè bây giờ mấy bạn thấy là một cặp này như vậy này nhá. Bây giờ mình đắp cặp màu nè, bây giờ mình đắp màu đậm trước nè. Các bạn theo dõi nha. Thả nè. Nhẹ này ha. Đập mỏng ở đây nè, mấy bạn thấy chưa, đập mỏng ha. Nè đập mỏng nè. Rồi ôm nó vô ha. Đập mỏng đẩy nó lên nè, thấy chưa mấy bạn thấy chưa? Ôm nó vô nha. Các bạn thấy ôm vô không? Ôm nó vô nha. Thấy không? Ôm nó vô sát vô nè, thấy chưa? Rồi bắt đầu lấy tay vuốt nè. Thấy chưa, các bạn thấy chưa?
Các bạn chờ xíu nha. Châu lâu quá. Rồi bây giờ mấy bạn chờ nha. Nè coi lại nè. Cục bột nè. Thấy không? Thả ngay đây nè. Đây là màu này, màu B nha. Bạn thấy không? Thả xuống nè. Đập nhẹ nè. Ôm vô nè. Thấy chưa? Thấy kéo xuống không? Đó, mấy bạn thấy chưa? Em hello Morgan, em giờ này em mới vô khỏe không? Em tìm không ra được tặng em với nha. Ok. John Neil, em chờ chút xíu đi, đợi chút xíu nữa anh sẽ lấy cái thông tin của em, anh sẽ cho em, anh sẽ cho em. Ok. Bạn tìm không được Facebook, mình tìm không thấy. Bạn kiếm được Facebook không? Ok. Để chút xíu nữa anh sẽ tìm cho em nha. Cho hai em đó, em Sương Mai và em John Neil. Các bạn thấy nè. Thấy chưa? Hello Phạm Tư Hương em. À, cái này là AOM21A và OM21B. Hello hello Lê Lê Thanh em. Nè, OM21B này, A này và OM21B. Các bạn thấy chưa? Đây là một cặp nha. Rồi mình cắt con B này. Mình ghi số luôn này. OM này, 21A này. Cộng là OM21B ha. Rồi. Đó, mình để đó đó. Rồi. Bây giờ mình lấy cặp này nè. Cặp này nó hơi quá chiều chút xíu nè. Cặp này là màu đen. OM39A. Và màu này là màu OM39B. Đen và trắng. Màu trắng này là màu trắng bột ngọt nha. Mấy bạn coi nè. Rồi, mấy bạn theo dõi đây. Ok, Bình Minh. Để anh sẽ tìm, anh thách cho em luôn. OM thì nó có những cái màu nào mà nó có OM thì nó có glitter nè, em thấy không, nó có shimmering nè, còn những màu nào sao thì nó không có gì hết. Nghe Morgan. Rồi mấy bạn tiếp tục vào này. Mình làm màu đen trước nha. Em thích nghe anh nói và dạy rất dễ hiểu. Ok, cảm ơn Thanh Lê Thanh em nhiều ha. Rồi, bây giờ mình lấy cái màu đen trước nha mấy bạn. Các bạn theo dõi đây. Rồi, giờ bỏ ha. Lấy màu đen nè. Các bạn theo dõi nè. Mình thả cái bột này lên hết nè. Cái thả lên nè. Ôm nó vô nha. Đập thật là mỏng ở đây nè. Quan trọng ngay chỗ đó đó. Tại vì cái màu này màu đen màu trắng á, nó rất là nguy hiểm ngay chỗ này. Đâm ra mình ráng cố gắng mình làm cho nó mỏng ngay đây nè. Đó, thấy chưa? Các bạn nhìn kỹ nè. Mà kéo xuống nè, thấy chưa? Ôm xuống ha, kéo xuống hết nha. Kéo hết vào ngay giữa nha mấy bạn. Kéo nó xuống nè, thấy chưa? Các bạn thấy không? Đều vô nè. Hello Đài, Oxini em. Nè, mấy bạn thấy ôm vô không? Lấy tay vuốt nhẹ cái này cho nó nhọn cái đầu ha. Rồi các bạn thấy nè. Nè các bạn thấy không? Rồi, bây giờ mình nhìn ngang qua cái chỗ này nó hơi bị lõm này. Hello Kenny Thái em. Cục bay đây nè. Nhẹ nhẹ nha. Kéo xuống này. Ok. Các bạn thấy không? Mấy bạn làm cho chủ yếu á, tại vì cái này là màu trắng và màu đen. David đâm ra mấy bạn nhìn thấy không? Cái technique của David là đi khác này. Làm ở trên này nó đen hết luôn. Để cho cái màu trắng nó blend vô rất là đẹp. Mấy bạn hiểu chưa? Nếu mà bạn để cái màu đen ở đây mà bị dày quá, mấy bạn bỏ màu trắng vô nó thấy cái ranh giới rõ lắm.
À, cái tại vì cái màu này nó không có được, nó là một cái màu Good Morning Rosa em. Cái màu này đó em khỏe không Rosa? Cái màu này nó màu trắng này nó hơi clear. Màu trắng này này mấy bạn coi này, đây là kim tuyến nha. À, xin lỗi, đây là bột ngọt nha. Các bạn coi nè. Thả nè. Ok. Ôm vô nè. Các bạn thấy chưa? Đẩy ngay đây này. Thấy không? Để ngay chỗ này đều đều vô này, thấy không? Rồi kéo nhẹ nè. Đó. Mấy bạn thấy cái bò bột ngọt nó chạy xuống chưa? Lý do là để vì kêu bột ngọt, tại vì cái sợi của nó như cái sợi bột ngọt vậy đó. Đó. Đó, thấy chưa? Đẹp không? Kéo xuống xíu cho nó đẹp nè. Bạn thấy chưa? Đó, thấy không? Một cái thôi nè, thêm nhẹ cái nữa nha. Bạn thấy không? Nhìn nè. Đẹp chưa? Đó, bạn nhìn nè, thấy chưa? Đẹp ha. Rồi. Đó, màu này là màu, cặp này là cặp bột ngọt nè. Các bạn thấy chưa? Hello Kim Võ, em khỏe không? OM39A. OM39B. Bởi vì anh đã nói rồi, những cái màu mà ombre đó là anh đã chia ra từng cặp hết rồi. Mấy em không có lo. Ok, pha màu là để cho anh lo. Mấy em là chỉ biết làm, chỉ cần biết làm thôi là được rồi. Ok, cứ pha màu để cho anh lo. OM 39A và OM 39B. Nè, OM này. 39A này không cộng OM 39B. À, mấy bạn thấy chưa? Đây là một cái cặp màu đen mà nó hơi nâu nâu, đen và trắng. OM 39A và OM 39B. Cái này bỏ top đây là đẹp lắm luôn nha. Mà cho mấy bạn thấy đó. Ok, đó là một cặp, mình lấy con một bên ha. Rồi bây giờ mình lấy cặp này đây. OM 3B và OM 3A. Bột ngọt của anh ngọt lắm đó em ơi. Thúy Tiên ơi, em có ăn không? Em có muốn không, anh gửi cho em mớ. Bột ngọt rất là ngon nha. OM 3A nè. Lát anh chụp lại tất cả giùm em nhé. Ok Tuyết, Tuyết em anh muốn chụp, anh chụp lại hết cho nha. Lát nữa anh chụp hết cái này nè. Lát nữa anh chụp hết cái từng cặp cặp một này cho em này Tuyết ơi. Nè. Em thấy không? Lát anh chụp hết cặp như vậy này, nó có số trên này hết rồi. Đêm nay em chỉ coi số em làm thôi nha. Khỏi 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 lo về vấn đề là này kia. Ok. OM 3A, OM 3B. Anh Hoàng làm cái nào cũng đẹp lắm luôn à. Cảm ơn em nha. Khen quá nha. Hello Tom. Ồ, cái máy lạnh của mình nó bị giật cà thọt hay sao mà nóng như vậy ta? Nó bị vấn đề hoài, chạy không chạy có vấn đề rồi. Ok tiếp tục lại nha mấy bạn. OM 3A, OM 3B, full set only hay dùng làm deep được luôn á, làm deep được luôn nha Tom, thoải mái nha, deep rồi này kia thoải mái không sao hết nha. Nè thấy có bột không, thả nè xuống nha. Các bạn thấy chưa? Kéo xuống nè. Ôm vô ha. Thật là mỏng đây ha. Ôm vô nè. Bạn thấy không? Kéo hết vào ha.
Nè, bây giờ lấy tay vuốt một cái cho nó nhọn đi nha, rồi xong ha. Anh ơi, hôm nào anh chị tụi em làm gỡ bột bằng thiếp, gỡ sống. John ơi, ở bên Mỹ này mình không gỡ bằng thiếp được em ơi. Ở bên đây mình không cho gỡ sống nha, gỡ sống là hư móng người ta hết, không bao giờ gỡ sống hết tất cả. Nha, chỉ có những người làm ẩu mới gỡ sống thôi chứ không bao giờ ai gỡ sống cả, gỡ sống là hư móng ngay. Chảy máu rồi bị thương, tổn thương cho cái móng của người ta. Gỡ là phải ngâm ra acetone là cái cách gạch gỡ thôi nha em. Nghe anh nha John. Bột ngọt em không có ăn nhưng mà bột thì em ấy em lấy. Trời ơi, sao mà em khôn thế, không ăn bột ngọt mà lấy bột lấy rồi. Anh làm xong chụp hình để Facebook nha. Ok Loan, anh sẽ chụp hình bỏ Facebook lấy cho em coi ha. Là mấy bạn thấy cặp B nè, anh thấy cặp B không nè, để vô này ha, không nè nè, theo mới thấy nhẹ nhàng không, vuốt vô nè, thấy vuốt vô không, vuốt xuống nè, thấy ngon lành chưa. Ok đó, mấy bạn thấy chưa, thêm cùng nữa nha. Nè, thấy không, để này, vuốt nè, vuốt nè, thấy chưa, thấy ôm vô không đó, mấy bạn thấy không, rất là đẹp nha mấy bạn. Rồi đó này, đây là cặp ôm nè, mấy bạn thấy chưa. Đâm ra đây mình đã nói cho mấy bạn rồi, mấy bạn đừng có lo. Pha màu để cho mình lo cho. Ok, đừng có lo về vấn đề pha màu ha. Hello Mary, Mary. Hello Quý Dậu. Hello Duyên, 12 giờ em. Anh lúc nào cũng 12 giờ mà. Em quên này hả? OM 3A và OM 3B. OM này, 3A này ha, và cộng này, OM này, 3B. Ngày nào cũng 12 giờ hết, anh đổi giờ mấy ngày hôm nay rồi. Em không trong nghề mà em ghiền nghe anh nói chuyện. Ờ vậy đó hả? Thôi bữa nào anh ra CD nói chuyện cho em nghe nha. Anh tính là ra CD một ai ai mua một cái CD tặng hai cái đầu máy. Không biết là có bán được không, không biết. Nè, OM 3A và OM 3B. Thấy chưa? Đó. Nè, coi cho mấy bạn coi lại nè. Tất cả này ha, đã có từng cặp một hết rồi. Đều có con số và đều có number đây hết ra. Thì chút xíu nó làm xong rồi để mình sẽ chụp hình cho mấy bạn coi ha. Hello Thanh, Thanh Huỳnh em. Anh giỏi thiệt đó. Giỏi không em? Hồng đi anh. Đây, Hồng, em mới nói Hồng, anh có Hồng dẫn cho em. Sao em lại biết ý anh quá vậy ta? Em này tên gì? Cua tỷ tỷ hả? Ok. À, em cua. Em có kèm không vậy em? Thôi em cua. À, em thấy tên cua là em, tại vì anh bị cua kẹp mấy lần này anh cũng hơi sợ sợ. Ok, mấy bạn theo dõi đây. OM 29A và OM 29B, ok. Rồi. Phương Phương Anh Nguyễn, hello em. Ok, em thích pin đúng không? Rồi em đọc được ý anh mở pin cho em coi này. Cái pin này nó có kim tuyến nè. Rất là dễ thương luôn nha cua. Nè mấy bạn thấy chưa? Mở ra này, mở nắp cua ra này ha. Quên nở mập hồng ra, trời mập cua. Tiết Nga Huỳnh em khỏe không? Em vui quá. Này tiếp tục mở cửa ra nè. Đó, mở nắp là chỉ mở cửa gì trời. Tạo quả cho ma rồi. Hai cái màu này đều có kim tuyến hết nè. Các bạn thấy chưa? Rồi. Theo dõi đây, màu màu đỏ trước này, các bạn thấy tao một tím không, đỏ này thả nè, thấy chưa, thật là mỏng đây nha, cứ nhớ là như vậy đó đó, tuyệt vời ha, thật là tuyệt vời. Cười dễ thương quá. Rồi các bạn thấy chưa, kéo xuống ha. Ngày hôm qua xin lỗi mấy bạn nha, ngày hôm qua mình lỡ chót dạ,
mình livestream mình đi ăn xoài non, mà mình ăn xoài non xong về nhà cái buổi tối mình đánh răng cái mình mới hối hận là trời ơi, cái hai cái răng nó ê trời chết luôn. Đâm ra là mình biết lỗi rồi, mình xin lỗi với bạn là ngày hôm qua mình lỡ chọn, coi như là mình lỡ là lấy ăn xoài chấm nước mắm ớt. Mà bây giờ xin lỗi mấy bạn nha, bây giờ mình nói xong mình cũng chảy nước miếng nữa. Cái xoài gì đâu mà nó chua. Thì có rất là nhiều bạn ngày hôm qua phải đi phải chạy đi ra Walmart mua cái tô. Đi ra Walmart mua cái tô về biết sao, tại vì á là nó chảy nước miếng là phải phải lấy cái tô để mà hứng đó. Tưởng gì chạy chứ cái gì xanh đi, tưởng trời cái gì nói tìm bạn bạ xanh gì ơi. Anh ơi ạ, Facebook em nha, anh Katy Phạn. Ok rồi, các bạn coi nè, tiếp tục nha. OM 29A, OM 29B ha. Nè, mình lấy cục bột lên lại nè, cái này nó bị dính bột xíu này, dơ giấy này ha. Em nói rồi anh ác quá mà. Hello Hiền em. Có mấy bạn đi chạy đi ra chợ mua xoài về biết không? Cũng chụp hình gửi cho mình coi mà xoài chín hết trơn rồi ăn không được. Mình cảm thấy mình tội lỗi quá. Mình ăn xoài mà mình chảy nước, mình ăn xoài mà để cho người khác chảy nước miếng. Bạn thấy không? Coi này ôm nó vô này thấy chưa? Kéo nhẹ này ha. Đó. Đó thấy chưa? Đấy, thấy không? Nhẹ nhàng này thấy không? Này đập mạnh này xíu để cho nó cái đó, đập mạnh này đi xíu để cho cái hồng nó đập lại nè, cái hồng nó nhiều mạnh hơn. Đó, mấy bạn thấy chưa? Nhớ nha, nhưng mà phải bỏ cái bột clear lên, có nhiều cái nãy giờ mình đây bị quên á. Là mình làm phải bỏ clear lên nha mấy bạn. Để bảo vệ cái ombre cái mình cho mình dúa cho nó khỏi bay. Ok. Hôm nay anh đừng có ăn nữa nha. Làm cả ngày hôm qua em thèm muốn chết. Trời đất ơi, em thèm mà thèm ăn hả? Hả? Thủy Tiên. Em thèm ăn à hay là thèm gì hay là thèm xoài? Ăn xoài nữa hả? Nhanh, nhanh lên, em muốn chạy nước miếng nữa sao mà ăn xoài nữa. Nè. Các bạn thấy chưa? Đây là cặp OM29A và OM29B. Đó. Trời ơi đẹp xỉu luôn anh ơi, màu hồng giết người à. Đó, màu của em đúng không? Rồi màu màu của cua đó. OM29A cộng cho OM29B. Đó. Rồi mình đậy nắp lại nha mấy bạn. Màu đẹp quá em. Đúng rồi. Thèm xoài hả? Ồ, em thèm xoài. Ăn lộn, ăn từ đâu lại em thèm ăn. Này mấy bạn thấy không, từng cặp một thấy chưa? Ok, bây giờ là lấy một cặp màu khác nha, chờ nha. Đây mình lấy cặp này nha, OM 75A, OM 75B nha. Rồi mấy bạn theo đây chờ xíu. Cặp này đậm đà lắm. Cậy nhẹ nhẹ ra nha mấy bạn. Mấy cái màu này làm khôm đẹp lắm nha mấy bạn ơi. Các bạn biết không? Làm khôm rất là đẹp nha. Đây. Rồi đây á. Trời, hai cái màu này coi như là nó là nhìn là thấy chrome trước mặt rồi ha. Rồi mình sẽ cho một tím ra đằng sau ha. Các bạn coi màu cam đây. Rồi. Nào thấy có bột không? Thả nè. Ok. Đập kéo xuống nhẹ, từ từ kéo xuống nha mấy bạn. Ôm nó vô nha. Ôm vô, làm gì thì làm, mình tất cả mình vuốt từ hai bên vuốt vào, mình cứ ôm hết vào ngay giữa. Bạn thấy không?
Đó, vuốt hết vào giữa ha. Rồi sau đó lấy tay bạn vuốt nhẹ cái là nó thọn, nó tròn luôn cái đầu của nó. Ok. Khỏe re như con bò kéo xe ha. Làm thử một cặp khôm hả? Khôm thì khôm thì nếu mà nhúng vào thành khôm thôi đấy. Cái màu này là màu khôm rồi mà. Thơm. Nhức nách luôn, đẹp không ha? Nè, bây giờ này có một con màu tím này, mấy bạn có màu tím này ha. Màu tím của nàng ha. Mấy em người Huế vô đi coi màu tím của mấy em chi. Đẹp lắm ha. Nè. Vô này tím nhẹ nhẹ nè. Ok, để ngay đầu này ha. Kéo xuống này, thấy không mấy bạn thấy chưa? Trời ơi, tại sao em lại đẹp như thế này? À. Sao anh pha màu nào cũng đẹp hết đấy ta? Tất nhiên rồi, anh mà. Đó. Anh đã nói em rồi, mấy em chỉ có lo làm nail thôi, mấy em đừng có lo pha màu, ok? Pha màu để cho anh pha. Anh đã pha mà anh đã ghép cho từng cặp một rồi. Em biết không, anh đã nói cho em nghe. Đây là một cặp tình nhân. Hiểu chưa? Những cái cặp màu mà anh đã bỏ xuống như vậy là đây là những cặp tình nhân. Cặp tình nhân đó là nhiều năm không gặp ha. Như là hết một kiếp rồi, hơn một kiếp người không gặp nhau. Bây giờ là mới vừa chạm vào cái là nó ra liền này, thấy không? Đó, thấy chưa? Chạm nhẹ thôi là nó ra cái màu cực kỳ đẹp luôn. Đó là những cặp tình nhân 1.000 năm chưa gặp nha. À, 100 năm chứ. Nè, phút lại lên lại này thấy không? Bạn thấy không? Phút lên lại này thấy không? Phút lên lại để làm gì? Để cho nó mất cái màu tím đi. Được chưa? Để cho nó giữ lại được cái màu này dưới đây. Cái màu này nên mấy bạn muốn cho nó màu này dưới đây thêm đậm hơn chút xíu nữa mấy bạn thập lại nè. Quay lại nè, đập đây cái này mấy bạn chà lên này thấy không? Kéo lên này thấy không? Kéo, đó, từ từ lên. Chùi đi nha. Thấy không để đó, rồi kéo xuống lại. Thì mấy bạn thấy nó ra. Super đẹp và super đều. Bạn thấy chưa? Thấy không? Đẹp không? Đều không? Quá đẹp quá đều đúng không? Đó, đây là một cặp tình nhân. Gái cái gì dính cứ ngắt. Gặp cái gì cứ ngắt. Anh ghép em với ai được không? Nhanh lên được chứ. Hả? Anh có mà em kêu là tên là Mén ở bên Philadelphia đó, anh ghép cho em nha. Em Mén đó là coi như là đẹp 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 gái lắm. bữa nào anh ghép em ghép anh Mén cho em. Em Mén. bữa nào anh sẽ tổ chức là một cái một cái một ngày tổ chức một một cái show coi như là ghép ghép cặp vô ha, coi như là ai 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 muốn, nhưng mà phải cho anh biết là ý tưởng mà tụi em thích cái gì mới được ha. Anh ghép vô thì cho em này, ô em 75A, ô em này 75A cộng cho ô em 75B. Đó, hello Hương Phạm em, nhìn màu anh làm đẹp hơn trên bản mẫu. Đúng rồi, bắt buộc là tại trên bản mẫu á, là người ta đắp ngược không có đẹp được, mình làm xuống thì nó mới đẹp được nha. Đó rồi, bây giờ mình sẽ còn hai cặp nữa, mình sẽ đi tìm thêm hai cặp nữa mình làm bằng các bạn coi ha. Màu đen đi. À, màu đen và màu nâu này. Đây đây đây, cặp này đi nha, cặp này màu đen này, OM 13A và OM 13B nha. Rồi, mấy bạn coi đây. 13A3 mở ra này, đen thui luôn này ha. Và 13B nha. Đó, đây là cặp đen. Nè, cái màu đen thì nó là màu đen và màu này màu xám nha mấy bạn. Bạn theo dõi. Đây. Mình chơi màu đen vô trước ha. Thả 3 phần tư của cái móng. Nè, mỏng này, đều đều này đó, thấy chưa? Thật là mỏng và đều này, thấy chưa mấy bạn thấy chưa? Thì những màu đen mình cần lên làm như vậy. Cho nó đẹp nha. Màu vàng hả? Ok, anh thích làm cho một cặp màu vàng ha. Chờ anh chút. Hết cái màu này làm màu vàng cho coi. Nãy giờ ôm nó vô này thấy không?
Hai mấy bạn vuốt nhẹ cái ha. Rồi. Kéo đẹp đều ha. Nhưng mà có một chỗ nó hơi bị lõm. Anh đàn ông khéo tay quá. Khéo tay không em? Cảm ơn em nha. Ừ, anh có like á. Anh có like nên là tay anh vậy đó. Like đồ quỷ sứ. Nè mấy bạn thấy chưa? Này ôm vô là nhẹ nhàng này ha. Nè, ok mấy bạn thấy chưa? Đều không? Hello Jenna em. Anh đã viết sẵn hết rồi em ơi. Chút xíu anh làm xong anh chụp hình anh gửi cho em coi thôi ha. Nè. Vậy các bạn coi này, màu này màu màu B nè. B không? Thả này. Nhẹ ngay đầu này thấy chưa? Ôm vô này. Kéo nhẹ xuống nè. Thấy chưa? Ôm vô nè. Kéo vô nè. Các bạn thấy ôm vô không? Ôm vô nhẹ nhàng nha. Thấy chưa? Rồi. Thấy chưa? Một cặp đen và nâu. Và nhìn kỹ ha, đẹp lắm nha. Bỏ bột clear lên. Để mình vuốt cho nó khỏi bay ha. Sao em mà kia nè? Đó, một cặp nè. À, anh có lấy gì anh hả? Anh có like. Anh có like gì hả? Anh like em á. Đó một cặp nha, like được quỷ sứ. Đúng rồi, anh nói rồi, anh la chút chút rồi. Anh ơi, anh dùng liquid loại gì mà đắp dễ? Anh dùng liquid của IME nha, Amanda Lee. Đây nè. Liquid của anh nè. Thấy chưa? Nó là liquid chiso. Không, chiso này thấy không? Cái mùi nó cũng nhẹ lắm. Mấy bạn biết á, liquid của chiso á bán á là trời ơi, người ta mua kinh khủng lắm. Có tin một supply mà mua một lần 4 pallet liquid không? Một supply thôi đó nha. Một lần là 4, 4 pallet luôn nha, chứ phải mua ít đâu. Đêm nay có nhiều người bán khiếp lắm. OM 13A. Đẹp quá, cảm ơn em. Em nghĩ anh không phải đàn ông đâu. Anh B lắm em ơi, em đừng chọc anh nha. Cái cơn B của anh nổi dậy là chết em á. OM 13A cộng cho OM 13B. Đó, mấy bạn thấy không? Mình đã ghi sẵn rồi nha. Đó, cho mấy bạn có đó, từng cặp cặp một hết rồi. Rồi, bây giờ tới màu vàng đúng không? Đây, màu vàng đây. Từng ngón tay cho nụ hôn mai nắng. Nè, màu vàng đúng không? Màu vàng mong manh ha. Ôm em 9A và ôm em 9B. Xếp đều lên. À, xuất sắc à, cảm ơn em. Hai anh màu đẹp quá, cảm ơn em Bình Ngô. Không có gì, không có gì nha. Một cái lông khoảng chừng 1.2 nha. Rồi đây, OM 9A. Màu cam đất đi anh. Màu cam đất hả? Màu cam đất, chờ xíu, cam đất là cam gì ta? Ở Việt Nam mình có nhiều cái tên là nó thiệt luôn, nó ăn không có rành cho lắm. À, biết sao? Xin lỗi mấy bạn, tại vì nói đúng ra là David qua Mỹ lúc còn nhỏ xíu à. Không tới bây giờ thì David tiếng Việt Nam thì hơi giỏi đó. Nhưng mà nói về khoảng chừng 20 năm trước tiếng Việt Nam của David chưa có giỏi cho lắm. Lúc mới qua Mỹ thì mình không đi, mình đi học á, mình học mình ở chơi với Mỹ không à. Không có lúc đó Việt Nam mình không có nhiều. Rồi sau này có một thời gian mình chơi với Việt Nam nhiều, mới mình đi về Việt Nam á, đâm ra tiếng Việt Nam của mình giỏi ra, chứ hồi xưa tiếng Việt Nam mình nghe buồn cười lắm.
À, mình đi về Việt Nam mình nói chuyện là ai cũng cười hết á. Nhưng mà bây giờ thì mình quá giỏi rồi. Không có phải là gọi quạng như hồi xưa nữa đâu. À, bây giờ mà ai mướn là mình đi cãi nhau là mình cãi tới 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 nơi tới chốn luôn á. Nè. Hello Ngọc anh em. Anh tại vì anh chưa có bỏ có cái bỏ cái không bỏ anh quên á. Màu cam đất à, để bữa nào anh để anh đi thử hỏi anh đi tìm cái cam đất như thế nào. Nghe nghe em cua. Ô tại vì trời em đúng rồi. Anh nãy giờ anh quên. Cua lúc nào cũng thích đất. Cua lúc nào cũng nằm ở dưới đất không à, thích đất thì đâm ra đòi thích thích cái màu đất đúng không? À, tội nghiệp cua quá. Ok để chút xíu đó tìm màu đất cho cua. Rồi tiếp tục các bạn coi lại nha. Màu vàng nè. Thả nha. Thấy không? Đập mỏng cho đều lên trên hết này thấy không? Ok, kéo xuống nha mấy bạn. Kéo xuống hết nha. Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam anh ơi. Đó, thêm một chữ nữa nó khỏi hiểu luôn á. Em đừng có chơi văn, chơi thơ nha. Ai mà đọc được là anh hiểu là anh chết liền luôn đó. Anh đã hiểu được mấy cái chữ lóng là anh đã giỏi lắm rồi đó. Hiểu nhưng mà chữ Việt Nam của mình thì nó tới tiếng Việt Nam của mình phải nói là phong phú nhất trên thế giới luôn á. Quá trời là phong phú luôn nè. Cục nhẹ nó ngay đây này mấy bạn. Anh bắt buộc ở trước bi không phải ông em ơi, cái nào cũng em thích thì cái nào trước cũng được tùy theo em thôi. Ê trước bi trước cũng được, chỉ có deep á, lại phải deep bi trước và deep bi ê sau thì nó mới đẹp thôi. Rồi lấy màu màu nhẹ nha, thả cái đầu này à, thấy chưa, ôm vô không, kéo nhẹ xuống này. Má ơi sao mà em đẹp rứa, đẹp chi mà đẹp rứa, chịu sao nổi nè. Oh my god đẹp quá đi nè, mấy bạn thấy không, màu vàng màu cam mà hai cái màu vàng đẹp chưa, dễ thương không. You guys like the yellow? I love the yellow, it's so pretty. Kawaii. Hey, mucho mucho bonito, mucho kia. Rồi ô em nè. Đây ô em đây. Ôm em 9A và ôm em 9B. Rồi coi đây nha mấy bạn đây. I love the ôm em 9A cộng cho ô em 9B. Đó. Ba mà đẹp quá ha. Yeah, bình ngô đẹp quá em ha. Màu mấy trang? 18A, 18B là đất hả? Đây. Cái này là đất đây đó hả? Cái này là cam đất đây đó đúng không? 18A, 18B. Cam sình chứ phải không? Sình đó là đất. Ok, chơi luôn đi, không lo cái gì, cắt nó qua bên. Rồi, ô em 18A, ô em 18B. Ôi giờ hết tiếp rồi, chờ cánh thêm cái tiếp khác nữa nha. Rồi, các bạn chờ cái đây. Mình gắn tiếp vào mình làm lại cho các bạn coi thêm cái nữa nha. Ok, vô cua màu đó là màu ok hả cua? Rồi, theo ý cua nha. Cua đất. Cua đất ơi cua đất, nè là cặp nha. Ok, ô em 18A và ô em 18B ha. Rồi. Mình cắt góc này ha.
À, mình cắt góc này ha, mấy bạn thấy không, mình cắt góc như vậy để cho mình giũa, để cho mình làm cho đẹp ha. Này. Ok. Dũa cho nó đều đều xíu, là mình đắp cho mấy bạn coi ha, 18A 18B một cua đất nha. Rồi, ok. Xong. 18A mở cửa. Mở nắp cái mở cửa. Rồi. Thấy là đẹp rồi mấy bạn ơi. Thấy là thấy đẹp rồi đó ha. Hai cái màu này làm khôn được luôn nha mấy bạn. Mấy bạn nên nhớ là như vậy. Ok. Rồi. Lát anh test màu xanh chuối em xem. Xanh chuối nữa hả? Trời sao em có mấy cái tên lạ rứa. Màu rồi màu đất rồi tới màu chuối nữa. Màu chuối là màu xanh, chuối là màu xanh nào vậy, vậy mấy bạn? Cho xin ý kiến luôn nha. Mình có nhiều xanh lắm, biết xanh nào là xanh chuối. Xanh nào là xanh đu đủ, xanh nào là xanh mặt trời. Rồi mấy bạn coi lại nha. Nè, thả nè. Nhẹ nhàng ha, đập mỏng ngay đây này thấy không? Cho nó mỏng lại này nha. Kéo vô ha. Ờ, xanh chuối là xanh neon đó hả? À, ok Thơm. Cảm ơn em Thơm. Nè, coi nè. Hello Bill, hello Bill Triệu em. Khỏe không? Bạn coi bạn này ha. Xanh lá đó anh, xanh lá hả? Xanh lá thì đâu phải là xanh neon. Nè, kéo vô nè. Ok. Bạn thấy chưa? Xanh chuối là green neon. Ồ vậy hả? Ok rồi, hai người nói green neon thì mình chính xác luôn rồi. Nè, màu cam nè, nhẹ nhàng nha. Kéo xuống nha. Ôi trời ơi, mới kéo một cái đâu ra rồi. Nè, đắp mấy cái ra rồi nè. Quá dễ luôn. Cái màu đâu, cái cặp gì đâu mà nó quá dễ làm luôn mấy bạn chưa. Đâm làm mấy bạn nên nhớ, rất là dễ làm. Kéo xuống nè. Ok. Rồi bỏ một chút bột clear ha. Kéo nhẹ vô nè. Đó, mấy bạn thấy chưa? Đẹp không? Như vậy đẹp chưa? Có phải màu đất, màu cua đất không? Cua. Đó, đúng rồi màu đó, đúng rồi màu của em muốn rồi đúng không? Đẹp không mấy bạn? Ok, đẹp ha. Đẹp thì mình sẽ ghi con số xuống là 18A và 18B nhé. Rồi. Rất là đẹp ha. 18A cộng cho 18B. Thôn màu cam này cho mùa thu thì đẹp nè. Đúng rồi, mùa thu thì hết sạch luôn ha. Màu cam đụng cái dính liền. Dính liền đúng không? Anh nói là đụng cái dính liền à. Rồi cái ra liền. Anh mới kéo cái ra liền. Màu gì đâu mà nó dễ ra dữ vậy không biết trời. Kỳ ghê. Rồi. Bây giờ cho thêm màu nữa nè. Màu gì? Màu xanh, xanh chuối hả? 1A. Xanh chuối làm cái gì đây? Đây.
Xoài xanh hay xanh chuối không? Hello Thanh Thảo. Phải xanh này không? Bây giờ lấy cặp màu xanh này làm ra được không nè? Neon nè. Hạt cua. Cua hết xinh là tới chuối. Thịt tình với cua luôn đó. Cua là còn cua tỷ tỷ đó chứ. Quá hay. Ok làm luôn nha. Ok rồi, nhưng mà nhớ chờ chờ xíu để gắn tiếp vô cái nữa đã. À. Đây. Được ha. Hello Tiffinita em. Phải không? À, mấy màu neon đó hả? Để bữa nào anh làm neon cho em coi. Để ngày hôm nay anh nghỉ nha, thứ hai nha. Thứ hai anh sẽ làm neon ombre cho mấy em nha. Mấy em đồng ý không? Thứ hai mình học ombre neon nè. Anh sẽ chỉ cho dễ dễ như ăn cơm, anh dễ như ăn cơm cơm tấm vậy đó. Blue neon không anh? Có chứ. Em muốn blue neon à? Lấy blue neon cho em coi. Blue neon là cái này đúng không? Hai cái này đúng không? Rồi này, hai cái neon này, neon 2 mà neon 7 nè. Làm nail như anh thì là thú vị ha. Nail khác ôm ở điểm nào? Nail art hả? Ôm rê hả? Ôm rê là những cái ôm rê là những cái màu để từng cặp cặp một à, cho mình ôm đó, cho mình ôm rồi mình rê đó. Ok, mình sẽ làm ombre nha. Mình sẽ làm ombre neon này cho mấy bạn coi ha. Neon nó làm là nó có cái như vậy nè. Nó hơi khó hơn người ta, nó phải làm thật là mỏng. Các bạn biết không? Cái màu nó phải là thiệt mỏng. Rồi để cho mình bỏ cái màu clear xuống dưới cho nó che cái chỗ này đi cái đó. Cảm ơn Trần Thanh Tâm, cảm ơn Nguyễn Đình Cường. Ok. Rồi. Rồi mấy bạn chờ nha để mình mở nắp OEM ra cho mình coi. Neon đây. Neon đây. Rồi mấy bạn nên nhớ neon mình không có đắp bột, neon là mình sơn, mấy bạn hiểu chưa? Mấy bạn hiểu chữ sơn neon không? À, có em nào trong đây biết chữ sơn không? Sơn là như thế này nha, sơn là mình không lấy một cục bột bự như thế này để mình đắp, sơn là mình chỉ lấy một cục bột nhỏ như thế này mình để lên đây và mình kéo xuống như thế này là gọi là mình sơn. Đó, thấy chưa? Cái đó là gọi là sơn. Thì bây giờ nó sơn xong rồi mấy bạn coi, các bạn coi này, mình lấy cục bột nha, mình để ngay đây này nha. Thật là mỏng trên này này không? Cũng vậy là làm ombre mà mình làm mỏng nha. Thì là mỏng đây này ha, mấy bạn thấy chưa? Kéo hết vô giữa này ha. Màu neon nó hơi chảy ha. Kéo hết vào giữa nha. Xanh và lá vàng đi chú cho nổi ạ. À. Xanh vàng hả? Nó có bây giờ mình đang làm ombre xanh xanh nè. Hai màu xanh nè. Nè, coi này nha. Ôm vô nha. Ôm hết vào ngay giữa nha. Kéo nhẹ cái này mấy bạn thấy không? Mấy bạn thấy chưa? Nhìn ngang qua cái chỗ này nó còn hơi mỏng nè, thấy chưa? Đây. Coi lại này hơi mỏng ha. Cho thêm cục nữa. Ở ngay đây. Kéo nhẹ vô nè, ôm vô nè, theo mấy bạn thấy cho ôm vô không? Rồi chỗ này mỏng ha. Giờ mấy bạn coi nè, bắt đầu nè, trời, người ta sắp đi ra rồi bây giờ mới đi vô sư phụ bó tay. Nãy giờ quá nhiều người hỏi ở Việt Nam luôn mà không có ai trả lời giùm anh hết. Nè mấy bạn coi nè, màu xanh nè,
Ok, nhẹ nhẹ này, thấy không? Ngay đầu nha. Kéo xuống này. Bây giờ. Kéo nhẹ vô này, thấy không? Từ từ vô được, thấy không? Chắc dắt với xoay lịch 61 ra không nổi. Sao đắp với xoay lịch 61 à? Xoay lịch 61 là màu mấy? Xoay lịch 61 là màu xanh hả? Xanh lợt hả? Em phải đắp mỏng lại. Em phải đắp thiệt là mỏng lại. Nhẹ cục bột khác nè. Ok, nhẹ nhẹ ngay đây này, thấy không? Vô xuống không? Vô xuống đều nha. Từ từ xuống nha. Đó. Vui cọ nè. Cứ từ từ mà đi xuống nha. Gánh nghi rồi hả anh? Gánh nghi là sao? Nhẹ lại nha. Tại vì cái màu này là cái màu neon, nó khó làm lắm. Nhưng mà nó phải làm từng giai đoạn một, từng mỏng mỏng một. Đó, từ từ xuống như vậy nè. Đó, như vậy thì nó mới ra được nha. Đó, thấy chưa? Cho đều lại nè. Ok. Nó không có đẹp giống như là những cái thằng kia nhưng mà nó ra được hết á. Này bây giờ này mấy bạn coi lại, lấy cái màu xanh ngay đây nè, thấy không? Để cái đầu này cái nè, thấy chưa? Kéo lên nè. Thấy lập lên không? Lập lên không? Đó, mấy bạn thấy không? Thấy cái chiêu đập lên chưa? Để cho dưới này nó xanh nè. Thấy chưa? Đó. Nó khó hơn là tất cả những cái màu khác. Đó. Màu thư ký anh nè, mấy bạn thấy chưa? Người ta hỏi Lê Thị Lộc ở Việt Nam kìa. Gần nghỉ rồi hả? Đúng rồi, anh sắp xong rồi, anh xong cái này là anh xong luôn rồi, anh không làm nữa. Thứ hai, ngày mai là anh sẽ không có làm nha, ngày mai chủ nhật, tại vì anh ở nhà, anh ra làm vườn. Anh đang trồng cây. Anh đang trồng một mớ cây Thika Thameka, I put clear over. So when I found them, I don't actually found up too much on my ombre. Yes. Xong rồi. Trời, nãy giờ từ sáng giờ làm từ 12 giờ tới giờ này xong rồi, chứ còn gì nữa em. Đó là cái màu cuối cùng nha mấy bạn. Rồi. Sao mấy bạn thấy không? Cái màu không? Cái màu này là neon 2 và neon 6 nha. Rồi, để mình dục này, có một bên. Mình ghi lên. Chút xíu nữa thì mình sẽ làm lại cho mấy chụp hình cho mấy bạn coi ha. Neon 2. Neon 6. Thôi, ủa. Anh vô đây từ lúc 12 giờ rồi. Ngày nào cũng vậy mà, cái chùa của anh là như vậy rồi, đâu thay đổi. Đúng không? Mấy bạn ở đây, mấy bạn đều nhớ hết mà. Em đệ tử kiểu gì kỳ vậy? Đó. Rồi, mấy bạn theo nhé. Mình cắt này qua một bên. Rồi đây. Nếu đắp một cục nó bị marble. Đúng rồi, em đắp một cục à, em đắp một cục nhưng mà em phải biết kéo. À, Trúc ơi, ngày thứ hai anh sẽ làm ngày thứ hai là chương trình của mình nó sẽ làm về neon nha. Ok. Thôi đâu phải lỗi anh, đồng từ hớt không không kêu thì nó phải lỗi anh. Rồi mấy bạn coi đây. Đây là những cái màu của mình làm ngày hôm nay nha mấy bạn. Đây. Đó. Tất cả đó mình sẽ đi hết cho mấy bạn coi nha. Thứ hai là mình sẽ học về làm neon nha mấy bạn. Ngày mai là David bận rồi, ngày mai David phải đi, phải ở nhà. Mình đang ở nhà mình trồng cây nha mấy bạn. Tại vì mình đang trồng một số cây ở nhà đó, trồng hoa trồng cây đó.
Thì ngày mai là mình làm là ngày là mình sẽ không có làm live đó nha mấy bạn. Đó mấy bạn thấy chưa, đây là những cái màu David đã làm xong và những con số này, chút xíu đây mình sẽ chụp hình lại để cho mấy bạn thấy nha. Đó rồi, tại ồ trời, kêu ai mà kêu em vẫn chơi hoài em. Có mấy đứa nhỏ nó tới. Nó đi đâu rồi? Có đám à, nãy giờ em im ru luôn vì đẹp quá em còn. Trời ơi vậy đó hả Mộng Thu? Tamika, okay, sure. So, Tamika, let me tell you this. Monday, I am going to do neon, then 3D flower on top of neon. How about that? Người ta đang làm lầu này. Mấy bạn thấy không? Bây giờ coi như là không có chỗ rồi. Phải chỉ có làm lầu lên thôi, lên lầu thôi. Nè. Đó. À, wow. Cho mấy bạn coi nè. Đẹp chưa? Ai có người nào đã thấy hoa súng màu tím chưa? Nó lên hoa rồi nè mấy bạn ơi. Nè, thế này hoa đẹp chưa? Oh my god, quá đẹp luôn. Mai mốt tìm việc cho chụp hình cho mấy bạn coi. Không ngờ luôn nó ra hoa được nè. Trong cái chậu này nè. Lục bình mà ra hoa luôn, nó thơm. Thấy không? Đẹp luôn đó ha, chuối nè. Xoài. Xoài nữa này nha. À, mình thích khoe lắm mấy bạn ơi. Bạn xem đi. Mình thích khoe lắm ha. Mình thích khoe cái chuối lắm. Cái xoài chứ quên. Lục bình. Cái gì? Cái lục bình chứ phải hoa súng hả? Ủa lục bình không phải là hoa súng hả ta? Đẹp quá ha. Hoa lục bình tím, ô da đẹp lắm anh. Tefinita ơi, em học trên tay giả đó, rồi quăng quăng cái thiếp đi luôn chứ đâu tháo ra được đâu. Đâu ngâm ra được đâu em. Em mua thiếp khác vậy em gánh vô lại thôi. Hiểu không? Đâu 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 có tháo ra chi. Khe xoài nó khích khe xoài là khoe lắm. Nè. Trời, cái lục bình ra hoa đẹp lắm. Mấy bạn có muốn đi ra đằng sau chơi không? Mình dẫn mấy bạn ra đằng sau chơi. Đây, thôi bây giờ mình xong rồi nha, mình không làm nữa nha. Ok. Hello mấy bạn, coi như là mình ngày hôm nay là live stream is already done, is over. I am walking you guys to the back. We have built a lot of stuff in the back. We're gonna show you what does it look like in the back of our company. Mấy bạn thấy ha, ở đằng sau á, bây giờ nó trở thành một cái công viên rồi, gần thành công viên rồi, xin lỗi, gần thôi. Anh chắc muốn bị đánh quá đi, muốn bị đánh quá đi. Hoa súng khác hoa lục bình hả? Vậy nó thì thực ra mấy ngày hôm nay anh học anh thì thực ra mấy ngày hôm nay anh học rất là nhiều. Cái tánh của anh là thích đi học. Hồi xưa thì tìm tòi về những cái làm nail. Bây giờ mình học về trồng cây. Ha. Mình học về trồng cây thì đây mình bắt đầu học về trồng cây. Đây là cây cây này đang có hoa này, cây này là cây măng cầu nè. Cây này cây ổi nè. Các bạn thấy ổi có trái chưa? Thấy trái ổi không? Đó. Trái ổi, cây này là rất là nhiều trái. Đây là cũng là xoài nè, mấy bạn thấy cái xoài này không? Xoài nè, thấy không?
bắp xoài. Năm nay cây này bị thất mùa, bị được có mấy trái à? Không, cây này cây đằng sau nha. Nhãn nè, măng cầu nè, bơ nè, trái vải nè, cây vải nè. Đây này, để mình đi đằng sau cho mấy bạn coi nha. Ra đây thì tiếp tục mình lại có thêm cây xoài nữa. Nhưng mà cái xoài này ăn non không được nha. Cái vỏ của nó cứng lắm, không hiểu tại sao nó là xoài gì á. Nó cứng ngắc à. Không cách nào mà ăn được hết trơn á. Nhưng mà cây xoài này thì cũng hơi lạ, cái này cây xoài này trái hơi nhiều. Nè mình đây này, cây xoài này thấy trái không mấy bạn, thấy không? Đây xoài này, xoài khác nè. Xoài nè, xoài này trái nè. Thấy không? Trái nè. Đó. Qua bên đây trái nè. Trời ơi, trái nó đụng đỉnh nó leo nè. Trái nữa nè. Anh hay cho trái nữa nè. Dưới này cũng trái nè. Ở trên này cũng hai trái nè. Đây nè, bên đó hai trái nè, thấy không? Có trái nè. Wow, cái xoài này trái nhiều quá ta. Mấy ngày hôm nay mình không ra mình thấy nó trái quá trời luôn nè mấy bạn, thấy không? Trái nè. Trái nè. Wow, bên này đang nguyên một dàn trái nè. Bạn thấy không? Trái không à? Trái xoài nhỏ nhỏ nè mấy bạn nè. Cây gì đâu mà xoài trái không trời. Bên này thì cây này thì không thấy trái nhiều. Đây là cây này, cây nhãn này mấy bạn. Cây này cây nhãn này mấy bạn, thấy trái nhãn chưa? Wow, mấy bạn thấy trái nhãn không? Bắt đầu nó bự ra rồi này không? Nhãn nữa nè. Nhãn nè. Nhãn nè. Đó, nhãn nè. À, mấy bạn coi này, nhãn nữa nè. Trời ơi, sao mấy ngày nay khoảng chừng 2-3 ngày thôi mình không để ý tới nó là ra trái quá trời luôn rồi. Có hai trái rồi. Nhà có hai cây, cây nào cũng hai trái à. Vú sữa nó bị rớt hết rồi, còn có trái à. Nè vú sữa nè. Nè vú sữa. Xoài nữa nè. Xoài này lạ lắm rồi mấy bạn, chưa bao giờ thấy trái xoài gì nó lạ lắm này. Con này xoài nè. Mấy bạn thấy xoài chưa? Cái trái xoài này nó lạ lắm này, nó coi cây nữa này. Cũng trái quá trời luôn này mấy bạn thấy không? Cũng xoài nữa nè. Không biết xoài này xoài gì nữa, không biết nữa. Chưa bao giờ nghe qua. Đây cũng xoài nữa nè. Nó nhỏ nè. Măng cầu nè. Đi ra đằng sau cho mấy bạn coi, đằng sau này đẹp lắm. Đằng sau này nó có cá, rồi bây giờ mà mấy cây gì giống như cây đằng trước á, lục bình. Nè xoài nữa nè. Thấy mà thấy trái xoài không? Nè cây mận nè, cây mận này mới ngon nè. Cây mận này đang ra hoa nè. Mận nè. Mận nữa nè. Trái này là trái lựu. Không phải trái lựu, trái này là trái gì ta? Trái này là, nó gọi là trái gì? Không phải là trái lựu ha. Hột của nó nè. Hoa của nó nè. Ủa trái con nó mới ra nữa nè. Không biết là trái. Đây là trái nữa nè. Wow, hoa đẹp quá trời luôn nè. Mấy bạn nhìn thấy hoa nè. Lần đầu tiên mình thấy cái hoa này nữa nha. Wow, cái hoa, hoa nữa nè. Anh thấy ra hoa không? Trái này là trái gì bên trong mà nó đỏ hột nhỏ 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 là trái gì ta? Trái trái gì vậy ta, quên tên rồi. Ở trái lựu đúng không? Trái lựu. Ok, trái lựu đúng rồi. Trái lựu, cái này là cây mận nè. Đó, lá mận nè. Kia xoài nữa kìa, thấy không? Mận nè. Xoài nè. Mận nè. Rồi xoài nữa nè. Có xài trái leo tụng tẳng nè. Thấy trái không? Trời ơi, trái đụng đất luôn.
trái nè. Đó. Nhiều cây trái ít. Wow, đây này, cây này cũng ra trái nè. À mấy bạn thấy hai trái không? Mình nói đâu sai đâu này, hai trái luôn, hai trái ở dưới. Thầy ngồi xuống đất mới thấy nó. Đó thấy không? Một cây nữa không? Bởi vậy mới đặc biệt lắm, một cây này có hai trái à. Mà hai trái ở ngay dưới á. Đó. Đó không? Xoài gì đâu mà trồng kỳ dê vậy nó. Cái cây có ra hai trái mà hai dưới mới hai trái mới chết chứ. Đây là cây này là cây cây này là cây hồng giòn nè. Các bạn thấy trái chưa? Thấy trái không? Đó, hồng giòn đó. Này cũng là hồng giòn luôn nè. Cái hồng giòn này nó dẻo quá, ngày hôm qua là phải phải đi mua cái này về cứng lại nè. Cái gió nó thổi á, cái cây nó cứ quay lại muốn quẹo cây luôn á. Wow, đây này, cái này mới là vui nè. Nếu mà nhìn nha, bạn nhìn nè, thấy trái gì không? Trời ơi, cây trái không là trái nè, thấy chưa? Ở trên trái, ở dưới trái, ở bên trái cũng trái, mà bên phải cũng trái nha. Rồi, bên trái cũng có trái, mà bên phải cũng có trái, mà trên cũng có trái, dưới cũng có trái luôn. Toàn là trái không, cây này cây ổi gì mà đặc biệt dữ vậy ta? Nè, cây này thì quá trời trái, mà cây này không có trái nào hết trơn. Wow, trái cam năm nay nó bự ra rồi nè. Wow, nó mau lớn chưa? Bạn thấy không? Cây là cam không trái quá trời nè. Này cam nè. Cam nè. Rồi. Cây này hôm trước nó chết thì sống lại này không? Rồi đó, đi ra coi cho các bạn coi. Coi vườn rau nè, ở vườn rau mới 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 làm lên nè. Hai cây sabuche mới xuống đất nè. Bạn thấy chưa? Đẹp không? Đây là cái vườn này trồng mướp nè. Các bạn thấy cây mướp đang gieo lên nè, thấy chưa? Đó. Đi cho mấy bạn coi nè. Không, thấy cái vườn bự không? Tha hồ trồng luôn. Nè, thấy chưa? Mướp nè. Bầu nè. Rau muống nè. Cái gì cũng có hết á. Khoai, khoai đỏ, khoai môn này mới mọc lên nè, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy khoai không? Đó, thấy khoai không? Rồi. Nè, có ai ăn ớt không? Cho xem, cho vào trái ớt nè, thấy chưa? Rồi. Đi đằng sau. Mai mốt đó là mình build chuồng gà ngay đây nè. Mà mình nuôi gà ấy không nha. Nuôi gà mà gà kiển không nha, chứ không phải là gà 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 ăn nha. Gà mà như chim á. Làm một cái chuồng này từ đây nè, thấy không? Chạy qua tới bên đó. Các bạn thấy chưa? Làm nguyên một cái chuồng gà luôn. Chuồng gà để nuôi rồi rào nó lại. Mà gà mà loại gà kiển đó, cái gà mà loại gà mà gì đó, gà mà nó giống như chim vậy đó nha. Đẹp lắm. Rồi đi vô đây cho mấy bạn coi nè. Mình mới trồng mía cho mấy bạn thấy luôn nè. Nhà miếng đất này mình trồng mía nè. À, mấy bạn thấy mình mới trồng mía chưa? Đó, đây là mấy cây mía này, thấy không? Mấy bạn thấy cây mía không? Đó, mía đó. Nhưng mà dàn này là trồng mía hết nè, thấy không? Đó, mới trồng thôi nè. Thấy không? Mía nha. Qua bên đây á là mình trồng chuối nè. Nè này rau 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 gì đó à, lá lốp này, lá lốp mới trồng nè. À. Nè cái hồ nè, các bạn thấy có ghế ngồi không? Bên này có mấy cây chuối nè, các bạn coi nè. Hôm trước đi David đi mua mấy trăm con cá thả dưới đây luôn nè. Nè mấy bạn thấy cây chuối không? Đó, chuối mới trồng này thấy không? Còn cây kia là cây kèo neo kìa. Cái gì, cù neo hay là kèo neo gì đó. Ở Việt Nam người ta ăn mắm á, là cù neo đúng không? À. Thế bạn thấy cái hồ không? Rất là bự ha. Cù neo, cái cù neo.
Đó. Bên đây thì mới xuống đất trồng mấy cây sả này, mấy bụi sả này, bạn thấy bụi sả không? Thì giống là Florida mà. Đất là đất mua em ơi, đất thuê mình đâu có trồng được, đất này mình mua mình mới trồng chứ. Nè, thấy mấy cây cây alo không? Đó, mình đang trồng cây alo nè. Nè, trồng nhiều lắm. Mấy bạn thấy chưa? Đó, trồng nè. Anh Châu anh đang làm cái nhà. Đang làm cái nhà đây nè. Cái nhà ten by 12 by 12. Cái nhà mà kiểu giống là outside patio á, để mình làm ở đây nè. Mấy bạn thấy là đây là cái giống là một cái công viên gì đó. Cây này nó cũng có hoa luôn nè. Cây này là cây cây này tên là cây gì ta? Đang ra hoa này mấy bạn thấy không? Cây gì cũng chứ anh Châu nói mình quên tên cha rồi. Mấy bạn thấy chưa? Bắt đầu với cái hồ này. Đẹp không? Thành phố ở Cầu Nèo, cây Cầu Nèo ở đúng rồi. Thành phố Sanford cách Orlando nửa tiếng. Cây sứ, đúng rồi, cây sứ, đúng rồi, cảm ơn. Hoa sứ, đúng rồi, hoa sứ. Hoa sứ đó, đúng rồi, cây là hoa sứ đó. Mấy bạn thấy ở dưới này nó có súng nè. Nó có sen nè. Có kèo nèo nè. Đó, nó có đủ loại luôn. Mà thấy cá nó táp táp ở dưới nhiều không? David có thả xuống dưới đây là 200, gần 300 con cá ở dưới đây. Mình đi mua về mình thả đó. Thả để mai mốt nó lớn lên là mình ở đây mình chơi với nó. Lâu lâu mình câu nó cho vui. Bạn thấy cái hồ không đẹp ha? Mình có ghế nè, anh Châu anh làm mấy cái ghế này ra đây để này không? Mình ngồi đây nè, mình ngồi đây mình chơi thôi. Đó mình ngồi nè, đó mình ngồi đó mình coi buổi chiều mình tới đây mình ngồi đây mình ngắm ngắm cắm cây. Hoa sứ nhà nàng hả? Ồ vậy là hoa sứ nhà nàng đúng không? Cái sứ đúng rồi. Ồ. Hoa sứ nhà nàng. Các bạn thấy chưa? Plumeria đúng rồi, cái đó là đúng rồi đó. Cái đó là đúng, coi coi chừng cá sấu. Không có cá sấu, không có sấu anh ơi. Cái hồ này hồ đào anh mới đào à, anh mới mướn người tới đào á, nó đưa máy tới nó đào lên đó nha, chứ hồi xưa thì không có. Tại vì mình cố tình mình đào lên để mình nuôi cá đó. Cái này thì chỉ nuôi cá trê rồi nuôi này nuôi kia thôi. Ok thôi mấy bạn ơi, mình chào chào mấy bạn nha. Mình đi lên hai cây này hôm trước xuống này, mấy bạn thấy xuống này này không? Nè hoa này, kèo nèo thứ tụi thứ này. Nước chỗ này sâu lắm nghe bạn, nước chỗ này sâu tới bụng á nha. Mới 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 đào lên mà nước nó sâu, nước đã lên tới bụng này, thấy ghê không? Nè, khi nào anh gặp anh sẽ chỉ cho anh một loại cá để nuôi. Ồ vậy đó hả Khiên Hiền? Cá gì, catfish à? Anh có thả xuống đây là catfish mới lại anh thả catfish mới lại anh thả tilapia, có hai thứ à. Không không đâu, hy vọng là đừng có vào đây, anh chỉ sợ là nó vào đây nó quấn mấy cây của anh đi thôi, nhưng mà thường thường thì cũng ít khi nào bị lắm, an toàn không có bị. Đây là miếng đất là của mình luôn, của công ty chi sổ luôn. Mình mua rồi thì mình mới khai thác, mình trồng, mình lầu, mình này kia hết tất cả. Thôi bây giờ đây mình chào các bạn ha, mình đi vào đây. Mình hẹn các bạn vào vào kỳ sau, vào ngày thứ hai. Thứ hai này đó là mình sẽ cho mấy bạn lãng mạn quá,
yêu lại từ đầu đi. Là ngàn sao lãng mạn quá, yêu lại từ đầu đi. Cho em số zip code đi anh. Cho zip code lại là 32773. 32773 nha, là zip code ở đây. Send for. Ok, bye mấy em nha. Hẹn mấy em vào ngày thứ hai. Anh sẽ hướng dẫn cho mấy em làm màu neon và bông tuy đi nha. Trong một ngày thứ hai mình tiếp tục mình học lại cái chương trình đó nha, màu neon và bông tuy đi. Yeah, cảm ơn em nhiều. Tụi anh cũng là có cái passion, có ba ba công ty chi thổi thì có ba anh em là ôm cái công ty nào đó. Có anh và có hai anh bạn nữa. Nhưng mà ba người cũng đều có một cái passion giống như nhau. Là về cũng có thích trồng cây nữa, rồi thích về những cái cảnh đẹp đó. Đâm ra mọi người đều ý tưởng giống nhau, đâm ra mình dễ làm chung với nhau lắm. Mấy một phần đó thì về hùng hạp với nhau thì có hồi xưa đến nay anh em làm với nhau nhiều lần rồi. Chỉ đâm ra người ta cũng sợ là hùng hạp nó sẽ bị này bị kia, nhưng mà tụi anh thì rất là dễ chịu. Không có ai cũng coi như là cũng anh em coi như là lúc nào cũng nâng đỡ nhau để mà xây lên công ty, chủ yếu là để làm cho công ty mạnh lên đó, thì mỗi người một tay nha. Ok, chào mấy bạn nha, chúc các bạn một buổi chiều thật là đẹp. Chiều nay là mình sẽ đi chài cá cho mấy hai đứa cháu nó xuống chơi, dẫn tụi nó đi chài đi câu ở ngoài hồ. Nếu mà có cá thì mình sẽ thông báo cho mấy bạn coi nha. Chào mọi người, chúc các bạn buổi trưa thật là đẹp. Bye bye. Hai, Themi ơi, xoài nữa này. Themi ơi, con này xoài. Themi đi, xoài nữa nè. Xoài non nữa nè Themi. Đó, đây này, này xoài nữa nè Themi. Bye nha, bye, bye Trang ơi, bye mọi người.